cảm của em. Cảm của những người chăm sóc cho bản thân rất là đầy đủ, rất là tốt. Cái sự nghiệp bóng đá của Ryan Giggs thì đã qua rồi và bây giờ ông ấy đang đảm nhiệm cái chức làm quản lý đội bóng của đội tuyển quê. He's now managing superstar. As it comes to the sense of one who is got it to achieve it. Ngày hôm nay thì cho những ai mà có những ước mơ trở thành một cầu thủ, một cầu thủ xuất sắc, một cầu thủ của tầm thế giới, thì ngày hôm nay Ryan Giggs sẽ chia sẻ làm sao những cái gì cần thiết để làm sao các em có thể trở thành một cầu thủ như vậy, và các em hãy lắng nghe và mình để mình tìm hiểu. And today, this is where I would like to say thank you to the BVF and also to Mrs. Moore. We come to a special place, a team. This presentation is going to be about how to develop an elite player. Hôm nay thì cái bài thuyết trình của anh Lee sẽ đề là thế nào để trở thành một cầu thủ ưu tú, xuất sắc.